làm sao để phân biệt tiền thật tiền giả? Làm thế nào để nhận biết tờ tiền mệnh giá 500.000 thật hay giả mà không cần dùng kính lúp hay đèn cực tím để phân biệt tờ tiền này một cách chi tiết nhất và rõ nét nhất? Năm tờ tiền trên có những đặc điểm gì nổi bật mà chúng ta cần phân biệt? Chúng ta sẽ bỏ qua những chi tiết mà mắt thường không nhận biết được, như chi tiết mệnh giá tờ tiền và các đường vân trên tờ tiền. Và đây là tờ tiền số 1. Nó cũ nhưng mà giá trị của nó vẫn giữ nguyên, và đặc điểm của tờ tiền này không mất đi, gồm màu sắc rõ nét. Tờ tiền trong dù là tiền cũ, họa tiết hình búp sen rất đẹp mà rõ nét. Dây bảo hiểm và hình Bác Hồ in chìm màu trắng. Khi nghiêng tờ tiền, ta sẽ dễ nhận ra. Tờ số 2, màu sắc đậm nét, họa tiết hình búp sen đậm nét và chi tiết. Tờ tiền vẫn đục. Điều dễ nhận thấy là không có hình Bác Hồ và cũng chẳng có dây bảo hiểm in chìm. Tờ số 3, rất mới, màu sắc xanh trong, không một tí vẩn đục. Họa tiết hình búp sen đậm, có dây bảo hiểm, có luôn hình Bác Hồ in chìm. Và điều nữa là dây bảo an đậm nét dù ở mọi hướng nhìn. Tờ số 4 có những đặc điểm sau: mới cứng, có hình búp sen rõ nét, dây bảo hiểm hình Bác Hồ in chìm trắng, trong. Tờ số 5 ta thấy có đặc điểm như tờ số 4. Mình vừa giới thiệu qua các đặc điểm của 5 tờ tiền và bây giờ cùng đi coi chi tiết hơn nữa để so sánh chúng, phân biệt về chất liệu. Chất liệu tiền là polymer nên có độ dai và trong. Tiền thật khi bị xước sẽ lộ ra màu xanh ngà. Tiền giả sẽ lộ rõ màu trong suốt của giấy bóng. Khi sờ tiền thật sẽ gợn tay, còn tiền giả chân lì. Chúng ta để ý kỹ hình búp sen tờ tiền thật. Tờ số 1 khi đổi hướng nhìn ánh lên màu vàng, còn tờ số 2 màu nâu đỏ và không ánh vàng. Ta thấy tờ số 4 và số 5 cũng có đặc điểm như tờ số 1, khác tờ số 2. Tờ số 3 và số 2 cũng có những khác biệt bạn dễ nhận thấy. Tờ số 3 có họa tiết hình búp sen màu xanh, đen đậm và đường chi tiết nhỏ, khoảng cách họa tiết thì rộng. Hai tờ tiền này đều không đổi màu ánh vàng khi đổi hướng nhìn. Nhìn kỹ hai tờ số 1 và số 2 đều có hình búp sen có ô chữ VN. Hai tờ này đều dựa vào màu sắc không thể phân biệt được thật giả. Tờ số 1 xanh trong có in hình Bác Hồ, dây bảo hiểm in chìm và có dọc nổi mệnh giá trong ô cửa sổ. Còn tờ số 2 thì không có và chất liệu vẩn đục, do được in trên giấy sợi ni lông ép lớp và mép tờ tiền sẽ gợn nhỏ. Tờ số 2 chỉ giống màu sắc và họa tiết hình búp sen rõ nét vì được làm giả bằng cách in màu. Ta cùng nhìn hai tờ số 3 và số 4. Tờ số 3 có họa tiết búp sen màu xanh đen, đậm và đường họa tiết nhỏ. Khoảng cách thì rộng và không ánh sáng. Hai tờ tiền đều mới, màu sắc xanh trong, cùng có đặc điểm là dây bảo hiểm, hình Bác Hồ in chìm rõ nét, có dập nổi mệnh giá trong ô cửa sổ. Do tờ số 3 được in và ép nhiệt trên chất liệu ni lông bóng kính nên khác biệt bạn dễ dàng nhận thấy. Dây bảo an thì đậm và hiện rõ dù mọi hướng nhìn.
Khi nhìn tờ tiền trên nền sáng, tờ tiền thật luôn trong xanh, các chi tiết luôn rõ nét và đều. Còn tờ tiền giả thì vẫn đục và không có chi tiết. Đối với tiền giả thì dây bảo an sẽ không xuất hiện hoặc luôn xuất hiện trên nền sáng, tiền thật sẽ không xuất hiện. Đối với tất cả các tờ tiền mệnh giá 500K, đường viền ô cửa sổ đều rõ nét. K cũng không nên xác định hoàn toàn vào đặc điểm này. Dòng bảo an tiền thật sẽ hiện lên hoặc biến mất khi ta đổi hướng nhìn tờ tiền, ánh vàng lên. Còn tiền giả sẽ không có hoặc rất đậm luôn hiện lên.